Trịnh Sảng chính thức tái xuất, làm gì mà khiến cả Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử bị knock out? Trịnh Sảng lần nữa tái xuất khiến dân tình đứng ngồi không yên. Trong dàn sao nữ 9X của Cbiz, Trịnh Sảng là cái tên khiến nhiều người khó quên. Tuy đến hiện tại đã ngã ngựa, bị phong sát không thể quay lại giới giải trí, thế nhưng mỗi lần lộ diện cô nàng lại gây sóng gió. Mới đây nhất, Trịnh Sảng lại lần nữa khiến cả Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị lép vế. Theo đó mới đây, một bài đăng trên Weibo đã thu hút lượng lớn cư dân mạng bàn luận. Dân tình đã giao lưu xem giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và quốc tịch ai mới là nữ đỉnh lưu mạnh nhất. Cũng có người cho rằng thời điểm hiện tại Dương Tử mới là nữ đỉnh lưu mạnh nhất lứa 9X của Cbiz. Thế nhưng, cũng có không ít ý kiến cho rằng Trịnh Sảng mới là nữ đỉnh lưu hàng thật giá thật của Cbiz. Nếu không vướng bê bối, có lẽ hiện tại nữ chính cùng ngắm mưa sao băng đã khiến cả Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử hay quốc tịch y phải lép vế. Theo đó, Trịnh Sảng không chỉ có nhiều phim bạo, nhan sắc lại chuẩn nữ thần thanh xuân, không những vậy lại còn là công chúa nhiệt sưu khi mỗi động thái lại lên hot search. Mới đây nhất, studio của Trịnh Sảng đã đăng tải một bức ảnh của cô nàng đồng thời làm rõ loạt tin đồn không đúng sự thật. Tuy nhiên, hình ảnh nàng tiểu hoa sau loạt bê bối lại khiến dân tình ngỡ ngàng. Không còn nhan sắc ngọt ngào, trong veo của nữ thần thanh xuân, Trịnh Sảng giờ khác lạ với mái tóc sáng màu, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Dù đã không còn có thể quay lại giới giải trí, tuy nhiên Trịnh Sảng vẫn là cái tên được công chúng nhắc đến thường xuyên trong các cuộc tranh luận về hoa chỉ đích.